Từ xa xưa tại khu rừng Amazon thần bí có một truyền thuyết về cây nguyệt lệ, chỉ một bông hoa của nó cũng có thể chữa bách bệnh cải tử hoàn sinh. Hàng ngàn năm qua đã có rất nhiều cuộc thám hiểm để tìm tung tích của cây đại thụ đó. Nhưng người tới gần được đích nhất chính là Don, một trinh tướng người Tây Ban Nha. Vượt qua đại dương, băng qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng cả đội quân lại gục ngã trước cánh cửa thiên đường. May thay ông ta được các hộ vệ của cây thần mang về cứu chữa. Không ngờ ông ta tham lam đòi tộc trưởng giao cho mình mũi tên thiêng chìa khóa để đến với cây nguyệt lệ. Tộc trưởng nói nếu thế là hắn cho người biến cả ngôi làng thành biển lửa. Cuối cùng bọn chúng phải chịu sự phẫn nộ của rừng xanh. Đó là một lời nguyền khiến chúng chết không được mà sống cũng không xong, mãi mãi không bao giờ thoát ra được phạm vi của con sông. Trở về hiện tại, Houghton đang phát biểu trước hội đồng khảo cổ để thuyết phục họ cho anh tiếp cận kho báu chứa mũi tên thiêng mới khai quật được. Câu trả lời nhận được là không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu bờ ăn cờ. Biết trước chuyện này nên anh chàng dùng chiêu dương đông kích tây ở lại câu giờ cho bà chị Lily đi nhảy đồ. Cô nàng dùng bản đồ được vẽ trên tay để tìm đến căn phòng chứa kho cổ vật. Đi một đoạn thì gặp hoàng tử Joachim nên cô phải nói dạo là đi nhầm phòng. Sau đó dùng kỹ nghệ hai ngón mở khóa căn phòng rồi giả vờ tán tỉnh người bảo vệ và hạ thuốc mê anh ta. Thấy bộ đồ thám hiểm khá vừa vặn, Lily liền mặc lên người rồi tiến vào bên trong. Suýt chút nữa bất cẩn làm ông tiến sĩ đầu hói phát hiện, may mắn lại vô tình nhìn thấy hòm cổ vật của ông tiến sĩ. Cô nàng dựa vào tiếng đục của ông ta để mở nắp hòm. Bên trong là xác một con vẹt và chiếc hộp cũ kỹ chứa mũi tên thiêng. Đến khi hoàng tử Joachim bước vào thì phát hiện thùng đồ cổ chỉ còn mỗi cái nịt. Hắn cay giái ra lệnh bắt bằng được Lily lại. Cô nàng tỉnh bơ khen cây giáo đẹp rồi phản công nhảy lên cầu thang. Nhân lúc cầu thang di chuyển, cô kéo hết đống sách của người ta xuống. Đã vậy còn tiện tay hất đống kiếm trên kệ làm hai gã bên dưới sợ đái cả ra quần. May mà ông bà gánh còng lưng không xanh cỏ rồi. Joachim đá một thùng đồ tới khiến Lily mất thăng bằng ngã ra cửa sổ. Hắn ta nói cô đưa mũi tên cho mình rồi hắn sẽ cứu cô. Bên dưới cậu em trai cũng vừa bị tống cổ ra ngoài vì tội nói luyên thuyên. Cậu liều mạng chạy ra đường dừng chiếc xe ô tô lại. Lúc này Lily ném cho Joachim chiếc hộp nhưng hắn trở mặt xô cái thang ra. May mắn cô nàng rơi xuống đúng chiếc xe và hai chị em thuận lợi tẩu thoát. Còn tên khốn Joachim cay giái tập 2 vì trong chiếc hộp chỉ có con vẹt màu mè. Sau đó hai chị em Lily chuẩn bị khăn gói lên đường tới Amazon. Mà lúc này tại sông Amazon đang có một chiếc thuyền rách nát đến nỗi không thể nát hơn đang chở quý sở tộc. Một quý ông chụp ảnh thì thấy tàu sắp đâm vào một gốc cây. Bấy giờ anh chọc đầu nhiều tóc mới đu dây vào bùng lái. Anh bình tĩnh mặc bộ quần áo thuyền trưởng rồi đánh lái ôm cua khét lạch khiến đám khách trên tàu muốn chửi thề luôn. Tiếp theo anh bắt đầu luyên thuyên kể về mấy con vẹt mỏ dài. Thà anh kể về con chim 21cm mà anh giấu trong quần thì khán giả đã tươi tỉnh hơn rồi. Sau đó anh còn dọa mọi người về sự tích con chăn có thể nuốt cả người lớn. Để thêm phần kịch tính, anh chọc đánh lạc hướng mọi người rồi chặt dây làm hiện ra mấy mô hình giả chân mà mình dựng sẵn. Màn lừa gạt cuối cùng là cho một đám thổ dân phóng phi tiêu vào con thuyền khiến hành khách hoảng sợ đưa tiền để anh phóng thuyền đi nhanh hơn. Về đến bến anh trổ tài đệm đàn như KICM làm mọi người xúc động đưa tiền bo. Nhưng số tiền kiếm được anh phải nộp hết cho chủ nợ, chỉ giữ lại một đồng mà lão Dilo vẫn lấy mất. Đã vậy còn tịch thu động cơ và cho anh một tuần kiếm 5.000 đô để chuộc lại. Bên kia hai chị em Lily đã đến một thị trấn gần rừng Amazon, hai người vào một quán bar để tìm chủ tàu Nilo. Sau khi hỏi thăm, cô nàng bước lên văn phòng của ông ta. Đúng lúc này anh chọc cũng trèo vào để nhảy trộm chìa khóa. Lily gõ cửa nhưng anh giả vờ mình là Nilo và từ chối gặp mặt. Trong lúc đó anh lại cố gắng cậy tủ để lấy chìa khóa. Cô gái bên ngoài cố đập cửa chỉ đến khi nói mình có rất nhiều tiền thì anh chọc mới lập tức mở cửa ra. Anh có nhiệt tình như ruồi mời cô uống rượu. Nghe thấy người đẹp muốn đi tìm cây nguyệt lệ, anh liền bật cười trước ý định viển vông đó. Biết đối phương có biệt tài hai ngón nên anh chọc giả vờ mình làm rơi chìa khóa nên nhờ cô mở chiếc hòm rồi mới nói chuyện tiếp. Lily chỉ cần dùng một cây nhíp đã nhẹ nhàng mở được khóa tủ khiến anh há hốc mồm ngạc nhiên. Hai người quyết định xuống dưới lầu bàn chuyện tiền công. Chuyến này đi rất khó khăn với lại giá xăng dầu tăng cao nên tôi chỉ lấy xương xương 10.000 đô để giữ mối, thêm 5.000 đô để nhặt xác, còn muốn sống sót trở về thì chọn gói 20.000 đô. Ngay lúc chuẩn bị bắt tay chốt đơn thì thằng em lại dắt Milo hàng thật đến. Lily vô cùng tức giận khi mình bị lừa. Lúc này anh chọc nhìn chằm chằm vào hai trái chanh của cô, à nhầm, nhìn vào đầu mũi tên thiêng. Anh lập tức đuổi theo giữ khách rằng chỉ có tôi mới có thể đưa cô đến nơi cô cần đến. Ngoài ra con tàu của tôi được đánh giá là xịn và mạnh nhất vịnh Bắc Bộ. Lily nghe quảng cáo xong có phần lưỡng lự. Đúng lúc này từ đâu chui ra một con báo đốm, thấy gương mặt dễ thương của nó mọi người liền hoảng sợ chạy tụt cả quần. Sau một hồi đi dạo nó lao tới tấn công Houghton thì bị anh chọc đẩy ra. Chúng mày đánh nhau thì có thể ra ngoài được không, chứ cái quán của tao sắp tan nát hết rồi. Ông chủ quán gớt nước mắt chia sẻ. Mặc kệ điều đó, cả hai vẫn tích cực ôm nhau quần qua quần lại như cặp đôi đang trong đêm động phòng. Cuối cùng anh chọc phải lấy miếng thịt bò ném ra cửa sổ mới đuổi được con báo đi. Thấy anh chàng có vẻ mạnh mẽ và khoai to nên Lily quyết định chọn anh chọc.
cô chốt đơn 12.000 đô cả đi và hốt xác. Thì ra sự việc vừa rồi chỉ là màn kịch của anh, vì trong lúc sửa động cơ chú báo đốn đã ra khỏi lồng để chơi đùa cùng chủ nhân, không ngờ anh chọc đẹp trai lại có ngày đi lừa người để kiếm cơm cháo. Lát sau hai chị em Lily xuất hiện mang một đống hành lý lên thuyền. Trong lúc anh chọc đang giúp Houghton dọn dẹp đồ bằng cách quăng mẹ nó xuống sông thì Lily bên này nhìn thấy những chú chim to dài bị nhốt vào lồng. Cô tốt bụng muốn mua lại để phóng sinh lại bất ngờ bị bọn chúng đánh thuốc mê rồi bắt đi. Hai thanh niên trẻ trâu cãi nhau xong mới tá hỏa không thấy Lily đâu. Đã vậy còn bị đám người của chủ nợ đuổi theo đòi lại động cơ nên họ phải cong đít bỏ chạy. Trong lúc bị kẻ xấu đưa vào chợ đầu mối, Lily đã nhanh tay thó mất chiếc châm cài tóc của một phụ nữ. Sau đó mở khóa lồng khiến lũ chim bay tán loạn. Anh chọc nhìn thấy lũ chim liền đoán được tình hình và để lại tàu cho Houghton lái. Còn anh chạy vào trong chợ giúp người đẹp. Mà bên này người đẹp một mình cân đám đàn ông. Cô nàng dùng thân hình nhỏ con của mình né tránh các đòn tấn công rồi đáp trả bằng cách đá dập trứng cuốc của đối thủ. Tiếp đó chùm đầu tên khác lại rồi vả cho không khác gì cách chị em và chồng. Thậm chí cái bản mặt khó ưa của anh chọc cũng bị cô đấm cho một cái. Nhờ sự trợ giúp của anh, Lily nhanh chóng chạy thoát khỏi đây. Mấy cái đứa yếu kém này chỉ cần vài đường cơ bản là anh có thể bón hành cho chúng. Có điều do nhiệt tình quá nên quấn tay hai thằng nướng trên bếp rồi bất cần nướng luôn cả tay mình. Lily tranh thủ vừa chạy trốn vừa thả đám khỉ ra ngoài. Cô trèo lên mấy thanh đá ngang rồi nhẹ nhàng nhảy qua đó. Em đùi đắp phải mái nhà cũ nát và bị rơi xuống. Khốn nạn hơn là vừa mở mắt ra đã thấy bản mặt khó ưa của anh chọc đang hớn hở. Hai người chạy tới một bến tàu. Anh chọn cách nhảy xuống nước bơi đi còn Lily lại thích chơi đu dây. Anh chọc lái tàu tới canh hướng đáp của cô nàng. Nhưng đu được nửa đường thì Lily bị một tấm vải che khuất tầm nhìn khiến cô ngã chồng lồng lên trời. Cứ tưởng lên con siêu du thuyền của anh chọc là xong nhưng ông đạo diễn vẫn chưa cho họ yên ổn. Joaquin nhận được tin Lily đã chạy thoát liền cay giái tập 3. Hắn tức giận cho khởi động tàu ngầm trồi lên mặt nước. Con tàu tối tân nổi lên đón đầu con thuyền Sida của anh chọc. Hắn chui ra cầm súng máy xả đạn như muốn giết chết mọi người. Lily núp một góc bảo anh chọc quay thuyền. Nhưng chưa chạy được bao xa thì buồng đốt bị bắn trúng làm mất áp suất khiến chân vịt ngừng hoạt động. Hắn còn bắn rơi sợi dây cáp tí nữa là lấy cái đầu của anh chọc. Anh nhờ hai chị em lái tàu hộ mình còn mình xuống dưới cột sợi dây thừng vào bến tàu của Nilo để cua gắt qua khúc ngoặt tử thần. Lão chủ nợ bước ra chưa kịp chửi bới gì đã lĩnh chọn một cơn mưa đạn từ Joaquim. Anh nhanh chân lên thuyền lấy đèn dầu ném vào buồng đốt để bắt lửa nhưng vẫn không có gì xảy ra. Lily đạp một phát cái lò hư hỏng liền bùng cháy trở lại. Anh chọc thì không hiểu chuyện ảo ma Canada nào đây. Biết Joaquim vừa phóng ngư lội nên anh chọc đã cho thuyền lao qua căn nhà để né, sau đó đánh lái đưa con thuyền thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cả ba người vui vẻ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Còn tàu ngầm của Joaquim bị sợi cáp cuốn vào chân vịt khiến con tàu đâm vào bên của Nilo. Lão chủ nợ chạy thục mạng rồi trơ mắt nhìn sản nghiệp của mình tan thành mây khói. Ba người Lily tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc anh chọc đang vá lại siêu du thuyền thì Houghton nằm thở như chó sắp chết. Còn bên này Lily đang vui đùa cùng đàn cá heo hồng Amazon. Tình cảm của anh chọc và cô nàng Lily tăng lên khi anh giúp nàng quay phim. Nhưng ngay sau đó họ lại tranh cãi khi tới một ngã ba sông. Lily cứng đầu mặc kệ anh nói hướng đó có thác lớn bắt anh phải đi theo ý mình. Vì 12.000 đô và vì cái khe hẹp giữa đùi nên anh phải cắn răng lao vào chỗ nguy hiểm. Chiều tới cả nhóm neo thuyền lại nghỉ ngơi thì Lily mới biết cái bồn tắm xịn nhất vịnh Bắc Bộ mà anh chọc nói là cả con sông này. Đờ mờ mày lại tính lừa bà à. Cậu em lúc này lại đau đầu vì thiếu thức ăn, anh liền rút súng ra bắn chết một con chuột. Ơ kìa tao có tội tình gì mà bắn chết tao rồi làm mồi câu cá hổ vậy, chuột đau khổ chia sẻ dưới suối vàng. Tối đó họ có món cá nướng để nhâm nhi, nhưng sao có vị hơi béo thế nhỉ, à là do cá ở đây được tôi nuôi bằng cầu tõm đó. Cậu em xuống dưới khoang tàu để thoa kem dưỡng da thì bị chú báo đúng đổi chạy trối chết lên trên. Thấy người đẹp hoảng sợ anh chọc liền quát một tiếng làm chú báo ngoan ngoãn liếm mặt hâu tơn. Lily tức giận vì biết mình lại nhận thêm một cú lừa khác từ người đàn ông to con nhiều tóc này. Cùng lúc này, Joaquim đã tìm đến nơi đang giam giữ trinh tướng Don. Hắn lấy nước sông Amazon nhỏ vào gã thì bất ngờ một con rắn xanh lè chui ra. Hắn thỏa thuận sẽ thả bọn chúng ra nếu Don đồng ý lấy lại mũi tên thiêng cho mình. Gã liền đồng ý. Sau đó, Joaquim cho nổ tung vách đá để nước sông Amazon chảy vào nơi này. Tên trinh tướng cùng đồng bọn sau 400 năm bị hóa đá lập tức tỉnh dậy. Sáng hôm sau thuyền của anh chọc đã đi được một đoạn khá xa, thấy Lily đưa đầu mũi tên cho thằng em cất giữ anh liền sai chú báo đi lấy về cho mình. Chưa kịp làm gì thì cả bọn đã xanh hết cả mặt mày vì đống đá ngầm cùng thác nước phía trước. Giống như người lái đò sông đà anh chọc quay tay liên tục, quay vô lăng liên tục để tránh đá ngầm. Một chai rượu trong khoang rơi ra khiến chú báo đốm thích thú liếm sạch. Lúc này tàu sắp bị trôi về thác nước khổng lồ trước mặt, thế mà anh chọc vẫn còn để ý thấy quần của người đẹp ướt ngay ngã ba. Đó là do nước tạt vào thôi. May mà ông bà độ nên anh đã đánh lái tăng tốc kịp thời đưa con thuyền vào ngã rẽ kế bên.
Sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần thì chị em nhà Lily thi nhau say sóng, còn chú báo đốm cũng say nhưng mà say rượu, làm một bãi ra đó rồi bất tỉnh nhân sự. Anh chọc neo tàu tại một nơi có phong cảnh hữu tình rồi anh và cậu em trai của Lily xuống kiếm thêm củi, còn người đẹp trên tàu thì xách máy quay đi ghi hình. Nhìn thấy phòng của vị thuyền trưởng nhiều tóc, cô nàng liền tò mò đi vào. Cô nhìn quanh phòng dán đầy hình xe hơi và một sấp tài liệu về mũi tên thiêng. Khi anh chọc quay về phòng thì bị cô tức giận chất vấn. Có phải anh cũng lừa tôi giống như đám người xấu kia không? Anh nói rằng mình đã từ bỏ giấc mơ hoang đường đó lâu rồi, còn mang cả sấp bản đồ mà anh tự vẽ để chứng minh. Bên ngoài, Houghton đang cố gắng làm quen với chú báo đốm thì đột nhiên nó chui vào trong. Cậu còn chưa hiểu gì đã trúng một mũi thuốc mê bất tỉnh nhân sự. Cô chị gái cũng dính một mũi. Anh chọc lao tới đỡ người đẹp cũng ăn một phát vào cổ. Cả nhóm bị thổ dân săn đầu người giải về. Tộc người này sống chủ yếu trên các cành cây to lớn. Nhân cơ hội đi ngang qua chỗ đông người, Lily đã thó được một cái răng nanh. Lúc này tộc trưởng xuất hiện. Anh chọc dùng ngôn ngữ của bộ tộc để thỏa thuận với tộc trưởng. Hai chị em nhà Lily sẽ được thả ra còn anh ở lại làm con tin với điều kiện toàn bộ đồ đạc của họ bị tịch thu. Tộc trưởng chỉ có hứng thú với mũi tên thiêng nhưng Lily nói rằng có làm thì mới có ăn. Còn sau lưng thì âm thầm cắt đứt dây trói rồi giật mũi giáo chĩa vào mặt bọn họ. Không ngờ tộc trưởng lại mở mặt lạ ra rồi cười và nói rằng sẽ tính thêm tiền nếu anh chọc còn bắt diễn mấy thứ vớ vẩn này nữa. Lily tức giận và yêu một phát muốn gãy quai hàm của anh. Houghton cũng vả nốt bên còn lại cho đều. Tộc trưởng dịch ngôn ngữ trên đầu mũi tên thiêng cho cô nàng nghe. Đại thụ ở nơi con chăn đổ máu, nó sẽ lặn hướng tây bên trên quả tim độc xà, nơi răng nanh sẽ tự cắn đuôi. Lily dùng kính lúp tìm trên bản đồ và nhìn thấy có hình vẽ tương ứng. Vì vẫn còn tức giận anh chọc nên cô đã thanh toán hợp đồng rồi quyết định đi với cậu em. Đúng lúc này anh phát hiện một người canh gác bị ngã xuống sông, một chiếc rễ cây thỏ ra bắt mất người đứng sau lưng Houghton. Cảm thấy có nguy hiểm, anh chọc vội đánh thức Lily chạy trốn. Chưa đi được bao xa thì bị tên trinh tướng Don chặn lại. Hắn ném con dao tới lập tức nó biến thành rắn. Anh liền đạp chết nó nhưng xung quanh chỗ người đẹp đang ngồi đột nhiên mọc ra rễ cây quấn lấy cô. Một gã người cây xuất hiện cầm hàng tấn công anh. Anh nhẹ nhàng đánh bại hắn rồi chim én đi. Lily vùng vẫy thoát khỏi đám rễ cây liền nhảy xuống thuyền bên dưới. Đám lính kỳ dị của Don thì đánh nhau với những người trong bộ lạc. Anh chọc ôm người đẹp đu dây qua bên kia nhưng chỉ đặt được một chân lên. Cậu em lúc này đang chiến đấu với tên người ong. Suýt chút nữa bị hắn chém đứt con chim non rồi. Lily với anh chọc bên này vừa hạ tên người lùn bằng lửa xong vội chạy qua cứu cậu em trai. Cô nàng đấm vào mặt kẻ địch nhưng lại bị hắn tóm cổ rồi giật đầu mũi tên ném cho Don. Houghton thấy vậy cầm súng bắn vào tên người ong nhưng hắn không chết, thế mà lại bị đập bất tỉnh bởi cây gậy trong tay thổ dân. Thấy vậy anh chọc trèo lên đánh nhau với Don. Con rắn đỏ ngậm đầu mũi tên né trái phải liền bị anh chụp được nhưng anh lại bị hắn đâm vào ngực. Anh chọc bình tĩnh kéo lưỡi kiếm đâm lút cán rồi giật lấy đầu mũi tên ném nó cho Lily sau đó rơi xuống sông. Người đẹp vội chém dây con thuyền cùng em trai và tộc trưởng chạy trốn. Tới bờ, tộc trưởng nói Lily hãy cầm mũi tên chạy sâu vào trong rừng, tuyệt đối không lại gần bờ sông. Hai chị em bỏ chạy thục mạng còn tên trinh tướng vẫn truy cùng đuổi tận phía sau. Tên người cây tóm được chân người đẹp để Don lao tới lấy đầu mũi tên. Ngay khi hắn sắp lấy được thì bị lời nguyền của con sông lôi về. Vì biết mình và thuộc hạ không thể rời xa con sông nên hắn đổi kế rách sai lũ ong báo tin cho Joe Kim biết. Lily tìm thấy anh chọc đang nằm một chỗ vội kéo anh lên. Nhưng kỳ lạ là anh không sao và vết thương cũng không hề chảy máu. Người đẹp sợ hãi vội tránh qua một bên. Lúc này anh đành phải nói thật về thân phận của mình. Tôi tên thật là Frank và đã sống sương sương được 400 năm. Anh nhờ Lily rút thanh kiếm ra hộ mình. Được sự tư vấn nhiệt tình của tộc trưởng, cô đặt chân lên người anh rồi bắt đầu rút. Houghton che mặt đứa trẻ bên cạnh nhưng khi thanh kiếm được rút ra thì cậu lại xỉu ngang. Biết cậu em vô dụng nên người đẹp để nó ở lại cùng tộc trưởng, còn mình và anh chọc 21cm lên đường. Trên thuyền anh kể lại năm xưa mình được nhận nuôi như anh em với Don. Con gái hắn bị bệnh nặng nên họ quyết định đi tìm cây nguyệt lệ để chữa cho cô bé. Trong cuộc hành trình tất cả bản đồ đều do một mình anh chọc vẽ. Họ kiếm tìm khắp mọi nơi nhưng lại bị kẹt ở một khu rừng kỳ lạ. Cả đội không trụ được dần dần ngã xuống. Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì họ được tộc trưởng dùng hoa nguyệt lệ cứu sống. Không ngờ trinh tướng Don được voi đòi hai bà trưng muốn lấy mũi tên thiêng. Vì không được tộc trưởng đồng ý nên hắn điên cuồng sát hại cả bộ tộc. Anh chọc thấy vậy liền ngăn cản kẻ thù ác lại rồi thả con gái tộc trưởng đi. Đúng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán mà. Tộc trưởng dùng chút hơi thở cuối cùng nguyền rủa bọn họ không được rời khỏi phạm vi con sông, nếu không rừng rậm sẽ bắt họ lại mãi mãi. Nhiều năm sau, Don vẫn truy tìm anh chọc vì cho rằng anh là kẻ phản bội. Thế là anh lừa bọn chúng rơi vào một cái hố cách xa với con sông khiến chúng hóa đá. Để sinh sống cùng mọi người, anh chọc đã làm ra một con thuyền để chở du khách tham quan khu rừng. Anh còn nhận nuôi rất nhiều những con mèo ngoại cỡ. Nghe đến đây, người đẹp đã có cảm tình hơn với anh chọc. Trong khi đó, tộc trưởng cùng Houghton đang chèo thuyền thì tàu ngầm của Joachim trồi lên. Tộc trưởng nhanh chân chim én đi, còn thanh niên Houghton bất lực bị bắt lại.
Hắn ép cậu khai ra nơi mà Lily đang đi đến, nếu không sẽ đốt sạch cả ngôi làng. Không còn cách nào khác, cậu đành chỉ đường. Hắn ta nhanh tay đập chết lũ ong để chúng không thể quay về báo tin cho Don. Sáng hôm sau, hai người Lily đã đến được nơi mà anh Chọc đã ao ước suốt 400 năm qua. Anh lặn xuống nước và nhìn thấy một chiếc lồng, nhưng anh quá lớn để chui vào. Đành ngoi lên nhiều người đẹp nhưng cô nàng không biết bơi. Cuối cùng vì mê trai nên Lily cũng đồng ý. Cô cởi đồ xuống nước cùng anh Chọc. Hai người lặn xuống chiếc lồng nhưng Lily vô tình đạp phải cơ quan khóa cửa lại. Thấy vậy anh liền chu mỏ tiếp hơi cho người đẹp. Cuối cùng sau bao cố gắng cô cũng đạp được cần gạt khiến thác nước lập tức ngưng chảy. Nước bắt đầu rút để lộ ra kỳ quan tuyệt đẹp cổ xưa của người dân nơi đây. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Cô nói rằng sau khi giúp anh hóa giải lời nguyền sẽ dẫn anh đến London sống cùng mình. Chưa kịp suy nghĩ gì thì họ nhìn thấy tàu ngầm của Joaquin ngay trước mắt. Một con ong còn sống sót đã quay về báo tin cho chủ nhân. Hắn dùng Houghton uy hiếp Lily giao đầu mũi tên thần ra và trả lại con vẹt màu mè lúc trước. Sau đó bắt anh Chọc lái thuyền vào trong hang động. Bên trong hiện ra một gốc cây cổ thụ to lớn nhưng thiếu sức sống. Để cho cây nở hoa, hắn đã bắt Lily và anh Chọc tìm cách. Hai người bước vào trong một căn phòng cố gắng giải những mật ngữ trên vách đá. Anh Chọc bẻ đôi đầu tên ra thì phát hiện bên trong có một viên hồng ngọc. Người đẹp đặt nó vào hình vẽ trên vách đá, lập tức luồng ánh sáng hồng hồng tím tím lan tỏa khắp thân cây. Nguyệt lệ sống dậy nở ra một trời hoa rực rỡ. Ra ngoài, Lily vờ nổ súng bắn anh Chọc rơi xuống sông. Tên Joaquin thấy vậy liền cho lính bắn rơi lên hài hòa. Nhân cơ hội đó, anh Chọc mò lên tàu giải cứu cho Houghton rồi cùng em rể tương lai giải quyết đám lính gác. Một tên tính dùng súng bắn thì bị chú mèo đốn đen lao tới tấn công. Nhân cơ hội tiếng súng làm Joaquin chú ý, Lily liền đu dây lên bên trên. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưng mặt trăng dần khuất khiến hoa nguyệt lệ bắt đầu tàn. Người đẹp vừa lấy được một bông hoa thì cành cây gãy ra khiến cô rơi xuống bên dưới. Mặc dù bám vào được cành khác nhưng tên khốn Joaquin đã đến. Hắn ép cô ra bông hoa nhưng người đẹp nói đéo và thả ra. Sau đó tóm tay hắn cùng rơi xuống. Vì là nhân vật chính nên cô bám được một cành cây khác. May mắn phía dưới anh Chọc và mèo con đã kịp thời phối hợp bắt lấy bông hoa. Lúc này đám người Don cũng đã tới được đây. Chúng tính giết chết Joaquin nhưng trông thấy Lily liền đổi mục tiêu. Anh Chọc thấy vậy vội cột bông hoa vào chiếc khăn đỏ để dụ chúng. Sau khi đưa mèo con và Houghton lên bờ, anh liền tăng tốc lái thuyền quyết liều mạng với chúng. Tên người cây thì bị anh đốn hạ, còn tên người ong thì bị sức nóng của buồng đốt làm tan chảy. Khi này Lily mới nhận ra anh đang cố gắng chặn dòng nước lại. Joaquin xuất hiện muốn lấy mạng hai người. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đồ con chó này. Houghton tức giận đấm hắn ngã vào bức tường. Ngay lập tức một mảng tường lớn đè lên khiến hắn dẹp lép như con tép. Bên này Don điều khiển rắn quấn chặt anh Chọc lại. Nhưng khi mở chiếc khăn ra thì chỉ thấy cái nịt. Thì ra anh đã đưa bông hoa cho em rể tương lai giữ hộ. Khi Don nhận thấy có gì đó sai sai thì con thuyền đã lao nhanh rồi đâm mạnh vào cột đá. Vụ nổ chấn động khiến nước sông bị chặn lại. Lời nguyền lập tức hiệu nghiệm bắt giữ tên ác nhân cùng đồng bọn của hắn. Khi Lily chạy đến nơi thì anh Chọc cũng đã hóa thành đá mất rồi. Nàng rơi nước mắt đặt bông hoa lên môi anh nhưng bông hoa tan biến còn anh vẫn không tỉnh lại. Hai chị em đau đớn bỏ đi còn mèo con vẫn ngồi đó đợi chủ nhân. Cuối cùng lời nguyền đã được hóa giải và anh Chọc trở lại làm người bình thường. Lily nghe thấy tiếng động liền chạy lại mừng rỡ ôm chầm lấy chàng rồi đá lưỡi nhiệt tình. Thấy vậy Houghton và mèo con cũng nhảy vào hôi chỗ. Phía trên một bông hoa đã nở ra khi ánh trăng chiều qua. Cả bọn trở về trong sự chào đón của mọi người ngoại trừ chủ nợ Nilo vẫn buồn thối ruột thối gan. Họ tạm biệt nơi này rồi đi tới London. Cuối phim cậu em Houghton có thể tự tin thuyết trình trước đám đông. Còn anh Chọc và cô nàng Lily hạnh phúc cùng chở theo mèo con dạo phố. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.